đi thôi lên đường. Buổi chiều hôm nay gia đình nguyên cái xóm mình nó hơi bị rảnh, cho nên là làm một chuyện hết sức là to lớn, làm một nhạc thiệt là lớn đấy gì em, làm một nhạc lớn sao? Làm một trận như lớn xem Thiên Hạ có chằn trầu, có chằn trầu hay không, đó chính là gì? Đây nguyên một xe 16 chỗ đang cút quét. Giới thiệu các bạn, đây là nguyên cái xóm mình luôn nghe, nguyên cái xóm đang đi trên chiếc xe 16 chỗ này. Đây là nguyên cái xóm mình lên xe 16 chỗ luôn nha. Cậu đại nhà này đó hả? Chiều nay là sớm mình là dọn dẹp hàng quán hết trơn các bạn. Dọn dẹp hàng quán trên, thuê nguyên chiếc xe 16 chỗ đi ăn buffet. Hôm nay là chơi lớn một bữa nghe. Làm một trận cho lớn rồi để xem Thiên Hạ có chậm chầu hay không.